muốn sang thì bác cầu kiểu, muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy. Câu ca dao ấy có lẽ đã quá quen thuộc, đi vào lòng mỗi người dân đất Việt như một lẽ sống, một đạo lý tất yếu từ ngàn xưa. Vâng, thật đúng như vậy. Thầy cô, những người lái đò tận tụy chở biết bao lớp học trò cập bến tri thức, thầy cô là người đã khai sáng ước mơ, hy vọng cho lớp lớp học trò, trong đó có lớp 7H chúng em. Kết quả nổi bật nhất là năm học 2020-2021 thì nhà trường đạt 43 giải cấp quốc gia, trong đó có 6 huy chương vàng, và đạt 34 giải học sinh giỏi tỉnh, và đạt 212 giải học sinh giỏi thành phố. Và cái thi vào trung học phổ thông thì xếp vị trí thứ nhất trên 141 trường trung học cơ sở trong toàn tỉnh. Và có một em học sinh đỗ thủ khoa vào chuyên hóa của trường Lương Văn Tụy với cái điểm rất cao là 47,5 trên 50 điểm. Thì đến nay thì nhà trường vẫn giữ vững được cái vị trí dẫn đầu của khối trung học cơ sở trong toàn tỉnh. Biết bao mùa phượng nở, biết bao thế hệ học sinh từ ngôi trường trung học cơ sở Đồng Giao đã khôn lớn và trưởng thành, là bấy nhiêu lần mái tóc của thầy cô thêm điểm bạc, để xứng đáng với tình yêu thương, những kỳ vọng của thầy cô, để chinh phục những ước mơ hoài bão của bản thân. Tập thể lớp 7H hôm nay hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt, để sau này khi bước tới vinh quang, thầy cô có thể tự hào về chúng em. Nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những người cha, người mẹ thứ hai trong cuộc đời mình, xin tri ân tới ngôi trường trung học cơ sở Đồng Giao thân yêu. Tháng 11 về với bao thương nhớ, bao nỗi niềm bồi hồi, xao xuyến. Ngày lúc này đây, tất cả chúng ta đều hướng về ngày 20 tháng 11, ngày tưởng niệm các nhà giáo Việt Nam. Tôn sư trọng đạo là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam ta. Từ những nét chữ đầu tiên cô dạy, từ những bài giảng của thầy cho chúng em trí thức vào đời. Bằng tấm lòng yêu người, yêu nghề, thầy cô đã chỉ dắt các thế hệ học trò trên con đường đi tới ước mơ. Tháng 11 và ngày 20, thế là chúng em tập thể lớp 7H lại được đón chào một mùa 20 tháng 11 nữa. Không khí 20 tháng 11 đã tràn về xôn xao cả chúng ta, xôn xao mỗi chúng ta, để chúng em là nghĩ tới thầy cô và những ân tình nặng sâu. Để nói mãi, để chúng em muốn nói mãi với thầy cô rằng, thầy cô yêu quý của chúng em ơi, chúng em mãi mãi yêu người, mãi mãi muốn dành những lời tốt đẹp nhất đến với thầy cô. Em xin gửi lời tri ân tới cô, kính chúc cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, sự thành công trong sự nghiệp chồng người. Cảm ơn thầy cô đã dành cho em những bài học quý giá nhất để chuẩn bị hành trang tốt đẹp nhất bước vào đời. Chúc các thầy cô luôn tràn đầy nhiệt huyết với sự nghiệp cao cả của mình. Ngày 20 tháng 11, em xin dành những lời chúc ý nghĩa nhất, những bó hoa tươi thắm nhất của mình và tất cả những lời chúc tốt đẹp nhất đều dành cho các thầy, các cô. Chúc các thầy cô hoàn thành nhiệm vụ cao cả của mình trong sự nghiệp trăm năm chồng người, cho các cuộc đổi mới của đất nước. Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô. Từ nay mãi vui bên thầy.
cảm ơn tất cả các em. Chúc cho các em luôn chăm ngoan, học giỏi và chúc cho tập thể lớp của chúng ta luôn đoàn kết, gặt hái được nhiều thành công. Hôm nay em nghỉ để trường, từng ai tham vui bên thầy cô cho em.